Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 5 tháng 11. Do chịu tác động của vùng nhiễu động đới gió đông trên cao và rãnh thấp xích đạo có trục từ 7 đến 9 độ vĩ bắc, nên đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh vẫn có mưa rào và dông vài nơi. Ngày mai trời quang mây, đôi lúc nắng gián đoạn. Nền nhiệt khu vực tỉnh vẫn duy trì ở mức vừa phải, thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Hiện trên vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo đang có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh và lốc xoáy. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 78 đến 83%. Huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay và ngày mai có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 85 đến 90%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động. Tại Vũng Tàu ngày 6 tháng 11 năm 2022, mực nước cao nhất 430 cm xuất hiện lúc 12 giờ, thấp nhất 184 cm xuất hiện lúc 18 giờ 30 phút.